Từ những ngày khởi nguyên của Dota cho tới khi Ice Frog bê con sang với Lord Cá Béo, số lượng hero trong tựa game Dota ngày càng tăng vọt. Và có thể bạn đã biết, ở trong kỳ TI9 vừa rồi, Vaughn đã tiết lộ rằng trong mùa thu năm nay sẽ có sự xuất hiện của hai hero mới toanh cùng tham gia vào cuộc đại chiến kéo dài cả triệu năm nay. Và hôm nay, Meme Studio xin được phép cho ra lò một chuyên mục hoàn toàn mới nói về skill cũng như cách build đồ cho hero trong Dota 2 nhằm phục vụ nhu cầu tìm hiểu và học hỏi của anh em. Để mở màn cho series này, nhà tiên tri vũ trụ Meme Studio sẽ vẽ cho anh em thấy bức họa rõ ràng nhất về vị tướng mới sắp ra lò, Void Spirit. Là một hero đã được Gà Béo úp mờ mờ từ rất nhiều phiên bản trước, có lẽ Spirit thứ tư là vị tướng được con dân mong chờ nhất trong những bản update gần đây. Kể từ TI7, khi màu sắc ngập tràn tính thủy thì anh em ta ai cũng đoán hero mà Ice Frog sẽ tung ra là một Water Spirit. Nhưng không, cú lừa mở đầu câu chuyện, hai hero được ra mắt năm đó lại là chú mèo đi hia Pangolier và Dark Willow. Cho tới tận TI8 năm ngoái, khi màn hình rung lên những tiếng gầm gừ cộng tiếng vũ khí va vào nhau cho tới không khí trên màn ảnh đậm chất Trung Quốc, ta cứ nghĩ là đây rồi, Spirit thứ tư đây rồi. Nhưng không, Gà Ben lại một lần nữa tạt gáo nước lạnh vào mặt kiếm thủ khi hai hero tiếp theo được ra mắt lại là Pantheon. À không, đó là Mars và Grimstroke. Dường như sau hai lần bị lừa thì con dân Dota 2 đã bắt đầu chán cái cảnh lót dép ngồi hóng, lúc này điện thoại cũng tắt. Ngay cả mấy anh hàng xóm Game X hay CSGO cũng bỏ đi, mà coi giải kệ cha con hero mới. Thì bùm một cái, vị tướng mà ta mong đợi suốt 3 năm nay đã xuất hiện, Yasuo Spirit. Không, phải là Void Spirit mới đúng chứ. Dài dòng thế đủ rồi, hãy để nhà tiên tri vũ trụ Meme giới thiệu vài bộ skill đặc biệt của hắn nhá. Có thể anh em đã biết, màu sắc trong Dota 2 đều mang một ý nghĩa rất đặc biệt. Mỗi màu sắc đều mang một biểu tượng và đặc tính riêng cho nó. Và vấn đề này đã được Meme Studio nói tới ở chuyên mục Dota 2 chuyện chưa kể rồi nhá. Nếu muốn tìm hiểu thêm, anh em hãy ấn link mà chúng mình để dưới phần bình luận. Nói tới đây, cho các bạn cũng để ý, TI9 được fan tổ chức mang đậm sắc tím, thì hero được ra mắt lần này cũng mang một màu chứa đầy sự huyền bí. Có thể nói trong mấy anh em nhà Spirit thì ai cũng có khả năng tạo bóng hay một bản sao của mình như Storm với Static Remnant hay Ember với Fire Remnant. Và cuối cùng là đứa con ghẻ với skill Stone Remnant thì chắc chắn rằng người anh Void Spirit cũng có một skill tạo bóng mà thôi. Vậy thì một slot trong ô skill của Hư Không Thánh Linh chắc chắn là Void Remnant rồi. Trong khi Ember có thể dịch chuyển qua lại giữa các bóng của mình, Storm thì tự tạo bóng để gây sát thương, Gấu Đá thì có khả năng thao túng những cái bóng bằng đá của mình. Vậy thì lúc này Void Spirit sẽ làm gì với skill tạo bóng của mình đây? Từ cái tên cho tới màu sắc, anh chàng màu tím này đã có đầy mùi của sự huyền bí. Cùng với đó là thuộc tính có thể thao túng các chiều không gian của mình, thì Meme cho rằng skill lúc này của hắn ta có thể là dùng chính những cái bóng của mình để tạo ra những cánh cổng dịch chuyển giữa các chiều không gian khác nhau. Thử tưởng tượng xem, bạn đang farm một cách yên bình thì bất ngờ ở đâu ra lù một thằng cha tím lịm đứng cạnh và gõ vào đầu bạn cái một. Nhưng ít ra là một trong bốn anh em họ Spirit thì những cái bóng của anh chàng màu tím này cũng phải có chút sát thương để cho đúng với mấy anh em kia chứ nhỉ. Theo Meme thì ở skill tạo bóng của Void Spirit, bóng của hắn có thể gây damage cho hero địch khi đứng gần, y hệt với skill tạo bóng của chú khỉ Monkey King. Tới lúc này, xin phép được mượn cỗ máy thời gian của bà Meme Vlog để nhà tiên tri có thể tìm hiểu một chút về cái skill thú vị này nhé. Hàng nghìn năm trước đây, khi mà khỉ con đại náo thiên cung và bị bốn anh em nhà Spirit bắt nhốt, có thể khỉ ta đã học lỏm được skill của Void Spirit và biến nó thành talent tree của mình. Vì thế cho nên, Void Spirit có một skill dạng đó cũng không có gì là quá ngạc nhiên. Có thể thấy, trong trailer giới thiệu vị tướng này, hắn ta đang bước đi rất chậm rãi qua các ảo ảnh của các hero như Phantom Assassin, Jakiro, Sven hay Queen of Pain. Có vẻ như đây lại là một skill khác của hắn, đó chính là tạo ra bản thể khác của những đối tượng mà hắn chạm vào, hay cũng có thể đây là một skill để hỗ trợ cho phép thuật tạo bóng của hắn. Nghĩ kỹ lại thì Storm có Vortex để giữ chân team địch, Ember thì có vòng trói thần kỳ của lửa để cầm chân bất kỳ kẻ nào muốn chạy thoát. Còn Earth Spirit, hắn có cả một tá skill từ stun cho tới khóa mõm đối thủ. Vậy thì anh chàng hư không thánh thể này cũng sẽ có một skill nào đấy để giữ chân đối thủ mà thôi. Tới lúc này thì Meme xin mạn phép được đoán skill tiếp theo của Void Spirit là có thể khiến đối phương bị bất động khi chạm vào clone của hắn. Và tất nhiên, skill này sẽ phải được kích hoạt giống như trap của TA vậy, không thì lại bá đạo quá anh em ơi. Ở một giả thiết khác, có thể skill này của hư không chi linh sẽ hướng đến sự tác động về thời gian như skill 2 của vô diện vậy. Một cú khóa mõm hay tạm dừng thời gian xung quanh kẻ địch hay bắt nốt bản thể của quân địch vào chiều không gian khác của Void Spirit lại chả hay quá.
Nói chung thì vẫn sẽ là một skill để cho toàn thể anh em bạn gì là đối thủ của hắn phải đứng yên chịu trói mà thôi. Cuối cùng, chúng ta hãy cùng đến với Ultimate của vị thần hư không này. Có thể thấy trong trailer được Van tiết lộ, hắn có thể bẻ cong không thời gian, mở ra cánh cổng để đi qua một khoảng không khác. Ở đây có lẽ ulti của Void Spirit chính là mở một cánh cổng để có thể di chuyển tới khắp bản đồ. Quen được không? Khác gì Portal của IO hay những Ultimate của Underlord cơ chứ? Vậy thì chắc chắn rằng ulti của hắn phải cực kỳ đặc biệt. Nếu anh em có chơi qua tựa game Portal cũng của Van thì cũng sẽ không ngạc nhiên gì với Portal Gun phải không? Nếu như ulti của Void Spirit cũng dựa theo khẩu súng đình đám đó thì sao? Khi bạn và đồng đội có thể dịch chuyển tới một vị trí bất kỳ được định sẵn bởi ulti và có thể bật ngược lại về vị trí cũ. Vậy thì skill cuối của Void Spirit sẽ cho hắn khả năng tạo ra một cổng tại một vị trí gần hắn nhất và tiếp tục tạo một cổng khác tại một nơi nhất định. Lúc này, hắn và đồng bọn sẽ dễ dàng dịch chuyển qua lại giữa hai vị trí đã được định sẵn. Cảm giác như không thời gian sẽ là của chính hắn vậy. Vậy lúc này, role của Hero mang danh thần thánh này sẽ là gì? Chắc chắn sẽ là một carry mẫu mực như hai người anh em Ember Spirit và Storm của hắn ta rồi. Với khả năng bẻ cong không gian như vậy thì có thể nói những pha ganh lẻ của hắn sẽ khiến team địch phải hoảng hốt. Vậy là chúng ta đã đi xong về toàn bộ 4 skill của Void Spirit rồi đấy. Nhưng để bonus thêm cho anh em thì Meme sẽ giả thuyết thêm một chút về thân phận thực sự của hắn nhé. Lo dép hóng cùng mình đi. Trong suốt triệu năm đại chiến của Dota 2, chỉ biết rằng Void Spirit đã từng được nhắc đến ở cốt truyện của Vua Khỉ khi Monkey King đại náo Dota 2 giới đã bị 4 vị thần bắt nốt lại. Đó cũng là lúc các thuyết âm mưu ra đời. Nếu anh em để ý thì Ember mang màu đỏ rực tượng trưng cho cây Augur-X, Storm mang sắc xanh da trời biểu hiện cho cây Staff of Wizardry, còn Earth Spirit thì đại diện cho Blade of Alacrity. Vậy còn hư không chi linh thì sao? Một màu tím, item nào lại có màu tím mà lại còn có thể hợp thể với ba anh em họ Hả kia ta? Đúng rồi đấy, đó chính là cục Point Booster, item còn thiếu để tạo ra được chiếc gậy xanh đầy quyền lực. Nhưng tại sao lại là gậy xanh? Anh em hãy thắt chặt dây an toàn vào nhé. Tới giờ đi vào căn hầm thuyết âm mưu cùng Meme rồi. Đầu tiên, hãy cùng chú ý tới câu thoại của Kid in Joker trong item vừa mới ra. Rất lâu trước khi hắn được xưng tụng là thượng cổ pháp sư đáng sợ nhất vẫn tồn tại, là bậc thầy bất tử của bí thuật ma pháp, Invoker đã từng là học viên xuất chúng tại một học viện pháp thuật lâu đời. Ngay cả khi thiếu niên này có thể hoàn thành xuất sắc mọi việc ngoài mong đợi và nhận được vô vàn lời khen ngợi, tiểu Invoker vẫn mơ về một tương lai khi mà hắn có thể tự trả lời cho những thắc mắc về giới hạn của phép thuật mà hắn ta đang hướng tới. Giờ đây, tiếp thu những ma thuật nguy hiểm học lòng được từ thư phòng bí mật của hiệu trưởng, tiểu Carl đã khám phá ra được bí thuật xuyên không. Hào hức muốn xuất hiện trong thời kỳ đỉnh cao của bản thân, Carl muốn chứng minh cho cả thế giới thấy tuổi tác không phải là vấn đề. Phép thuật thượng thừa của cậu là không thể bị vượt mặt bởi bất kỳ ai. Trong khi cậu khá tự tin rằng bản thân đã thông thuộc những mô tả của câu thần chú này trước khi thi triển nó, vị pháp sư trẻ tuổi vẫn ý thức được rằng nếu như hắn thất bại trước nhiệm vụ của bản thể tương lai, điều đó sẽ dẫn đến sự xáo trộn trong dòng thời gian, thậm chí có thể khiến cậu bị kẹt lại mãi mãi. Ta có thể thấy rõ ràng, Invoker hồi nhỏ đã từng được học ma thuật tại một học viện phép thuật nào đấy, và trong lore của Rubik thì hắn ta cũng từng học tại một ngôi trường phép thuật nổi tiếng. Nếu ghép hai mảnh ghép này vào thì ta có thể suy ra được có thể Invoker và Rubik học cùng một trường. Mà từ từ đã, ta cũng biết được Rubik lại là con của một vị pháp sư vĩ đại, Aghanim. Vậy thì từ đó mà ta có thể đoán được cha của Rubik là hiệu trưởng của ngôi trường mà Invoker đã từng học như thầy Dumbledore vậy. Và cũng có thể thấy phép thuật liên quan tới không thời gian này quả thực là một con dao hai lưỡi nếu xảy ra vấn đề khi sử dụng nó. Có vẻ rõ ràng Invoker đã học lỏm được một skill của sư phụ mình về việc du hành không thời gian. Lục lọi lại tiểu sử của các hero trong Dota 2 thì có rất nhiều hero có thể làm chủ không thời gian của mình. Ví dụ như Weaver có thể đảo ngược thời gian, hay một hero rõ nhất mà cùng tên với hero này đó chính là Vô Diện, với khả năng tạo ra một khoảng không gian khiến cho vạn vật bất động và hắn có thể dễ dàng di chuyển trong đó. Thử tưởng tượng xem, nếu như pháp sư đại tài của chúng ta có thể du hành thời gian và bất ngờ bị mắc kẹt trong đấy thì sao? Cho tới khi linh hồn của hư không, Void Spirit, thấy ông, và cũng như những người anh của hắn, để có thể du hành vào thế giới của người thường, hắn ta cần phải tìm một vật chủ thích hợp. Bingo! Đúng rồi đấy. Có thể nói lúc này, Aghanim sau khi bị mắc kẹt ở hư không vô định đã bị Void Spirit chiếm đoạt thể xác. Điều đó cũng giải thích cho việc vẻ ngoài của hero mới này khá giống một bậc thánh hiền thời xưa. Và điều cuối cùng, nếu ta để ý, Void Spirit, aka Aghim, có quả đầu na ná người con của hắn, đại pháp sư Rubik. Vậy mối quan hệ giữa Void Spirit, Rubik và Invoker là gì? Hãy cùng MMA Studio lo dép hỏng nhé! Cuối cùng,
Dự đoán cũng chỉ là dự đoán. Mong rằng anh em sẽ không ném đá quá nặng tay về thuyết âm mưu mà nhà tiên tri vũ trụ Meme Studio phán từ đầu tới giờ. Và ở video tiếp theo, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một bà chằn cưỡi rồng khạc lửa mang tên anh tôi. Đùa đấy, Snapfire. Còn bây giờ, cảm ơn 500 anh em đã xem hết video tới tận đây. Anh em nhớ like, share và subscribe cho Meme Studio để chúng mình có thể ra những video chất lượng hơn nhé. Bye bye!